Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. À, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta lại tiếp tục chương trình tu tập theo 3 tháng An Cư Kết hạ của Chư Tăng, chương trình số 3, 10 liệm đưa đến giải thoát. Hôm nay chúng ta tu Chu Kỳ số 4 với chủ đề Niệm Phật Trai Giới của Bậc Thánh. Chương trình quán xin đọc văn kinh Trích soạn từ nguồn kinh tạng nam truyền Tăng chi bộ kinh tập 1 chương 3 Do Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt Dịch Tôi nghe như vậy Một thời thế tôn ở thành xá vệ Đông viên lâu đài của mẹ Migara Rồi tỳ xá khư mẹ của Migara trong ngày Bố Tát trai giới đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ê, Kính thưa các quý đạo hữu, thì ngày Bố Tát tức là ngày Chư Tăng Bố Tát và cũng được gọi ngày đó là ngày trai giới. Thế Tôn nói với Tỳ Xá Khư, mẹ của Migara đang ngồi xuống một bên. Này Tỳ Xá Khư, từ đâu bà đến sáng sớm như thế này bạch thế tôn hôm nay con thọ trai giới đức phật lại dạy có ba loại trai giới này tỳ xá khư thế nào là ba trai giới người chăn bò trai giới ly kiền tử và trai giới bậc thánh kính thưa các quý đạo hữu bà tỳ xá khư là một đại thí chủ là một vị thánh đệ tử cư sĩ nữ của Đức Phật. Bà có cái tâm cúng dường rất là lớn và bà rất là tinh tấn học Pháp và bà đã đạt được thánh quả. Đó, đấy là cư sĩ tại gia đấy các quý đạo hữu ạ. Thì cái câu chuyện này được kể về chuyện là bà tỳ xã khư vào ngày trai giới đã đi đến chỗ đức phật và đức phật có dạy bà về ba loại trai giới loại trai giới thứ nhất là trai giới của người chăn bò trai giới thứ hai của ni kiển tử và trai giới thứ ba là trai giới của à, bậc thánh văn kinh tiếp như sau như thế nào này tỳ Xá khư là trai giới người chăn bò ví như này tỳ xá khư người chăn bò vào buổi chiều lùa các con bò về cho chủ chúng nó người ấy suy nghĩ hôm nay các con bò đã ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này đã uống nước tại chỗ này chỗ này ngày mai các con bò sẽ ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này sẽ uống nước tại chỗ này và chỗ này cũng vậy này tỳ xá khư ở đây có người giữ trai giới suy nghĩ hôm nay ta đã ăn loại đồ ăn cứng này loại đồ ăn cứng này ta đã ăn loại đồ ăn mềm này loại đồ ăn mềm này ngày mai ta sẽ ăn loại đồ ăn cứng này loại đồ ăn cứng này ta sẽ ăn loại đồ ăn mềm này loại đồ ăn mềm này như vậy người ấy sống cả ngày với tâm đồng hành với tham dục. Như vậy, này tỷ xá khư là trai giới người chăn bò. À, kính thưa các quý đạo hữu, ở đây Đức Phật dạy cái người giữ trai giới ấy, mà chỉ có nghĩ đến là ngày hôm nay ta đã được ăn thức ăn thế này, thức ăn này cứng như thế này, thức ăn này mềm như thế này, ngon như thế này, dở như thế này và ngày mai ta sẽ ăn loại thức ăn này thức ăn đấy sẽ cứng như thế này sẽ mềm như thế này tức là chỉ nghĩ đến thức ăn thôi thì cái người mà giữ chai giới như vậy thì đức phật gọi là người giữ chay giới cũng như là người đi chăn bò thôi người đi chăn bò thì họ là người làm thuê họ đi chăn bò thuê và trước khi lùa đàn bò về cho chủ thì họ có suy nghĩ là ngày hôm nay họ đã cho bò ăn ở chỗ này rồi ăn ở chỗ này rồi ngày mai thì họ sẽ cho người, bò đến ăn ở chỗ kia ở chỗ kia tức là họ không suy nghĩ cái gì ngoài cái việc ăn uống và đồng tiền cả phải không công việc của họ chỉ có như vậy thôi trên người giữ trai giới như thế này thì đức phật gọi là người giữ trai giới như cái người đi chăn bò vậy thôi đó chúng ta đến tiếp văn kinh xem đức phật dạy người trai giới tiếp theo là thế nào và này tỳ giá khư thế nào là trai giới các ly kiền tử ở đây này tỳ giá khư có hạng sa môn tên là ni kiền tử họ khích lệ đệ tử như sau à, kính thưa quý đạo hữu ni kiền tử họ có một cái pháp tu gọi là pháp tu lõa thể đó À, bao giờ mà đạo hữu lào đi sang ấn độ ấy thì chúng ta hay gặp các cái vị tu hành theo cái pháp của uh, ni kiền tử này xem là người uh, ni kiền tử họ khích lệ nhau tu hành trai giới như thế nào ông hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương đông M ngoài một trăm do tuần hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương tây Ngoài 100 do tuần, hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương Bắc. Ngoài 100 do tuần, hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương Nam. Ngoài 100 do tuần, tức là à, chúng ta không dùng à, trượng, à, không dùng à, dao gậy để mà sát sinh những cái loại chúng sinh ở phía Đông này là 100 do tuần, phía Tây là 100 do tuần, tức là rộng ra đến 100 do tuần. Đó, như vậy họ khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số loại mà thôi. Họ không khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại khác. Trong ngày Bố Tát, họ khích lệ đệ tử như sau. Này các ông, hãy quăng bỏ tất cả quần áo và nói như sau. Ê, kính thưa các quý đạo hữu tức là à, Đức Phật dạy rằng khi mà người Ni Kiền Tử ấy, thì họ chỉ à, giới hạn vì tình thương vì lòng bi mẫn đối với một số loài thôi chứ không phải là họ có lòng thương lòng bi mẫn với tất cả mọi loài người Ni Kiền Tử thì họ chỉ chỉ người nào nhiều thì chỉ mặc một cái, cái 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 gọi là một cái dây ấy để gói chọn một cái lam căn của họ thôi. Còn nếu không thì họ sẽ quăng hết bỏ quần áo, sống lõa thẻ. Đấy, người Ni Kiền Tử là như vậy. Và tiếp nữa là đến ngày Bố Tát thì người Ni Kiền Tử dạy thế này. Ta không có bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, không có cái gì là của ta. Tức là họ vứt đi hết và họ coi họ là những người vô sản, sống là buông bỏ tất cả, không còn chấp trước vào bất cứ thứ gì. Nhưng cha mẹ của người ấy biết người ấy là con của mình, và người ấy biết họ là cha mẹ của mình. Vợ và con biết người ấy là chồng, là cha của mình, và người ấy biết họ là vợ con của mình. Các người nô tỳ làm công biết người ấy là chủ của họ và người ấy biết họ là nô tỳ, là nhân viên của mình. Như vậy, trong thời gian đáng phải khích lệ đúng với sự thật, trong thời gian ấy lại được khích lệ bằng điều nói láo. Đây ta tuyên bố là một sự nói láo. Sau khi đêm ấy đã qua, người ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây ta tuyên bố là lấy của không cho. Như vậy, này tỷ xá khư là lễ bố tát của các nghi kiền tử được sống thực hành như vậy. Này tỷ xá khư, ngày bố tát của các nghi kiền tử không quả lớn, không lợi ích lớn, không trói sáng lớn, không ánh sáng lớn. Thì kính thưa các quý đạo hữu, người ly kiền tử thì họ sách tấn nhau, tức là họ có một cái giới và giới đó là họ dạy nhau như sau ta không có bất cứ vật gì bất cứ ở đâu bất cứ chỗ nào bất cứ vật gì bất cứ ở đâu bất cứ chỗ nào không có cái gì là của ta thế nhưng mà họ lại còn sở hữu họ lại còn sở hữu rằng đây là cha mẹ của họ họ vẫn nhận quyến thuộc họ sống với quyến thuộc của họ và họ vẫn nhận đây là vợ của mình Và họ vẫn nhận đây là con của mình Và họ sống với sở hữu vợ Họ sống với sở hữu con Và họ vẫn nhận thấy rằng đây là tài sản Đây là lô tì, đây là người làm công của mình Và họ sở hữu những cái người làm công Như vậy Tức là tâm họ có sở hữu, nhưng họ quăng bỏ hết tất cả quần áo trong ngày Bố Tát. Tức là ngày Bố Tát là họ vứt bỏ hết tất cả. Như vậy thì Đức Phật nói rằng họ là những người nói náo. Thế nào gọi là nói náo, tức là nói không đúng sự thật. Họ nói rằng là họ quăng hết tất cả quần áo đi. Tất cả mọi thứ là họ không có cái gì là của họ nữa. Họ là hoàn toàn không sở hữu. Thế nhưng họ lại còn sở hữu. Đây là cha tôi, đây là mẹ tôi. Thì cái chữ sở hữu này nó khác với lại trong nhà Phật nhà chúng ta Nhà Phật cũng biết rằng đây là thân sinh ra tôi Giống như là Đức Phật đấy Thì có thân sinh ra là Phật phụ Phật mẫu Thế nhưng mà Ngài thì không có sở hữu Là cha mẹ mình Không sở hữu Sở hữu khác, nhận biết khác như các quý đạo hữu nhé Sở hữu tức là cha mẹ mình phải lo cho gì? Cho mình Mình phải lo cho cha mẹ mình như Đức Phật và đệ tử của Đức Phật thì coi tất cả chúng sinh là cha mẹ mình, lo cho cha mẹ mình, lo cho chúng sinh bình đẳng như nhau. Không có sự sở hữu. Các quý đại hữu có hiểu chỗ này chưa? Đó. Thế họ sở hữu đây là vợ tôi. Đây là con tôi. Và đương nhiên đã sở hữu vợ tôi thì đừng ai xâm phạm vào vợ của tôi. Có phải không? Và đây là con tôi. Thì họ còn có như vậy thì họ sẽ phân biệt. Vì có yêu quý con mình thì bảo vệ con mình. Và nếu ai xâm hại vào con mình Thì mình sẽ xâm hại vào kẻ đó Có đúng không? Đó, thế cho nên họ có sở hữu Nhưng họ lại nói rằng họ không còn sở hữu Họ không còn sở hữu bất cứ thứ gì Nên Đức Phật gọi điều đó là thứ nhất là nói náo Thứ hai là trộm cắp Tại sao lại gọi là trộm cắp? Vì trong trong miệng của họ đã phát ra rằng tất cả họ không sở hữu cái gì nhưng họ lại còn sở hữu cha mẹ họ sở hữu vợ con họ sở hữu người làm họ sở hữu tài sản như vậy là họ trộm cắp những thứ đó, đó. hay không các quý đại hữu thấy đức phật dạy có hay không đó. rất là hay thì cái ngày trai giới như vậy nếu mà ai mà trong số chúng ta mà lại thọ trì trai giới mà chúng ta lại thọ trì trai giới với cái tâm như vậy khi chúng ta thọ chỉ trai giới là chúng ta tu tâm từ bi bình đẳng với tất cả chúng sinh. Cho nên tại sao mà ngày tu bắt con trai của chúng ta, chúng ta buông bỏ tất cả đấy. Không có niên hệ đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là tài sản tôi đấy. Thì kính thưa quý đạo hữu chúng ta còn có cái việc là tu tập bắt con trai tại nhà. Cái đấy chúng ta cũng biết nó không trọn vẹn bởi vì đây còn gì? Tài sản tôi, đây còn vợ tôi, đây còn gì con tôi cháu tôi vì là còn lại phải trông con trông cháu đấy thì chúng ta biết như thế thì chúng ta biết là chúng ta chưa phải là đạt được cái mức độ là tu chay giới của bậc thánh mà vẫn đâu đó phẳng phất chay giới của ly kiền tử <laughs> thế nhưng mà chúng ta thì không có tuyên bố vì là người cư sĩ tại gia chúng ta chưa tuyên bố là chúng ta buông bỏ tất cả thế cho nên chúng ta không bị mắc vào tội nói dối và nói não, cũng không bị mắc vào cái tội lan cắp thôi nhưng mà trong ngày trai giới đó thì chúng ta biết rõ là chúng ta vẫn chưa trọn vẹn. Các bạn không? Như là các đạo hữu chúng ta được về chùa hay chúng ta tu nhóm ở đâu đó. Chúng ta buông bỏ được một ngày một đêm. Cho nên là bản thân những người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta phải học lời Phật dạy để chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu rồi thì lời nói của chúng ta là chân thật. Cái trí tuệ chúng ta sáng suốt biết rõ được việc làm của mình là việc gì. Nó sẽ đưa đến quả phước như thế nào. Có phải không có quý đạo hữu? Chứ nếu không thì chúng ta lại bảo là về chùa tu bắt con trai giới nó cũng giống như là tu bắt con trai giới ở nhà. hay nó khác kìa. Đó. Thế thì chúng ta biết rằng chúng ta thọ bắt quan trai giới nhưng nó vẫn là bắt quan trai giới mang cái tướng của Nhi kiền tử. Chúng ta chỉ không có mắc vào tội nói náo thôi. Chúng ta không mắc vào tội trộm cắp thôi. Đấy thì ở đây thì đức Phật cũng dạy là có hạng Sa môn tên là Ni Kiền Tử Sa môn tức là có những người thì tu theo Ni Kiền Tử còn có những người mà à, có thể là đệ tử của Phật cả xuất gia nữa đi xuất gia rồi nhưng vẫn không bình đẳng được luôn luôn ôm giữ đây là gì đây là cha mẹ của tôi cho nên là cha mẹ tôi chết tôi phải làm thế này thế này thế kia chứ lại không nghĩ bình đẳng những chúng sinh đây là vợ con tôi thấy không đây là tài sản của tôi nhiều lắm những người tu nhiều người mắc phật như này năm cơ quý đạo hữu chứ không phải là ít đâu chúng ta là người cư sĩ tại gia chúng ta cũng phải hiểu hiểu để gì để chúng ta nương tựa nương tựa tu tập để chúng ta có được cái, cái công đức phước báo cũng như là hộ trì của chúng ta ở trong tâm được rõ ràng các quý đạo hữu nhé và tâm chiếu quán xin đọc tiếp văn kinh và này tỳ xá khư thế nào là trai giới các bậc thánh chính là làm thanh tịnh một tâm uế nhiễm với phương pháp thích nghi. Ở đây thì hôm nay chúng ta học được một cách mới. Đức Phật dạy thế nào là trai giới các bậc thánh chính là làm thanh tịnh một tâm uế nhiễm với phương pháp thích nghi. Ví dụ như chúng ta đang bị tham chi phối thì tham này nó thuộc về uế nhiễm. Chúng ta đang bị sân chi phối thì gọi đó là uế nhiễm. Chúng ta đang bị si chi phối thì chúng ta đang gọi đó là uế nhiễm. Và nếu như chúng ta nằm thanh tịnh được cái tâm này với một phương pháp thích nghi thì đó được gọi là trai giới. Hay không quý đạo hữu? Rất hay. Chữ trai giới, trai tức là thức ăn. Đấy, chúng ta gọi là bát quan trai đấy, tức là trong bát quan trai thì có một giới là chúng ta không ăn quá ngọ đấy, các quý hữu. Thế còn lại thì chúng ta gọi là tám giới, tám giới bát quan trai, tức là tám giới này trong đó có một cái giới nói về việc ăn uống, đó bát quan trai giới mà, thì chúng ta có một giới là không thọ thực à, à, quá ngọ, hay là gọi là một ngày ăn một bữa đấy. Đó. Còn bảy cái giới kia thì làm cho chúng ta thanh tịnh về thân tâm còn một giới nó là ăn không ăn phi thời Đó. thì ở đây chúng ta cũng gọi ngày trai giới nó là như vậy đấy và này tỳ xá khư thế nào là làm thanh tịnh một tâm uế nhiễm với phương pháp thích nghi ở đây này tỳ xá khư thánh đệ tử niệm phật à, chúng ta thấy hay không các quý đạo hữu Đức Phật dạy chúng ta là một pháp niệm Phật làm cho tâm mình không bị uế nhiễm thì đó được gọi là trai giới của bậc thánh và niệm phật thế nào văn kinh như sau đây là thế tôn bậc ứng cúng a la hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn do vị ấy niệm như lai tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này tỳ xá khư, điều uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. ngài kính thưa các quý đạo hữu, khi mà tâm ta có cấu uế thì chúng ta tìm những pháp nào đó thích nghi với cái sự cấu uế đó. Khiến mà loại trừ được cái tâm cấu ế đó thì bài trước chúng ta cũng học về niệm phật bài này chúng ta cũng học về niệm phật đó. thì làm sao mà để cho chúng ta tiêu trừ được cái tâm cấu ế ấy, ấy đi cái bài trước ấy thì chúng ta niệm phật quán tưởng về thân tướng trang nghiêm của ngài khi chúng ta có một cái niệm cấu ế khởi nên chi phối chúng ta trói chúng ta đấy làm cho chúng ta phiền não thì chúng ta sẽ đối trước tượng của đức phật chúng ta ngắm nhìn ngài chúng ta thấy đức phật thân tướng ngài oai nghiêm tất cả mọi thứ của ngài về về đức hạnh của ngài về trí tuệ của ngài vượt kim cương đó rất là cao quý thì chúng ta quán tưởng như vậy chúng ta tư duy như vậy rồi chúng ta nhiều sự thanh tịnh ở trong tâm mình khởi lên tương ưng làm sao đó mà cái tâm câu ế của mình được tiêu trừ đi thì như vậy là chúng ta được cái phước báo là làm cho tâm mình thanh tịnh đến được niết bàn đó, các quý đạo hữu ạ. Và trong bài này thì niệm một trong 10 danh hiệu của Ngài. Bài trước thì niệm gì? Niệm thân tướng và cái công đức từ vô lượng kiếp Ngài tạo lên được cái thân tướng trang nghiêm đó. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó. Khi mình đối trước tượng của Ngài. Thế còn ở đây là niệm về danh hiệu của Ngài. Thế thì nếu như chúng ta ngồi chúng ta niệm Nam Mô Như Lai ứng cúng tránh biến chi minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật thế tôn thì e rằng chúng ta rất là khó có thể thanh tịnh được tâm của mình. Nhưng chúng ta niệm khi chúng ta hiểu được về 10 danh hiệu thì chúng ta sẽ dễ tìm được các công đức của Ngài nó thích nghi với việc mà chúng ta loại trừ được tâm cấu ế. Và bây giờ Tâm Chứa Hân Quán sẽ à, đọc những lời giảng à, về ý nghĩa của 10 danh hiệu của Đức Phật gồm các công đức như sau. Danh hiệu Như Lai có nghĩa rằng là bậc nương vào chân như mà đến nương vào chân như thì chân như gọi là như nương vào chân như mà đến gọi là lai là bậc lương vào chân như mà đến và thành tránh giác tức là ngài lương vào sự thật chân như tức là chân lý các quý đạo hữu là sự thật của tất cả các pháp đó sự thật của tất cả các pháp ví dụ như là sự thật của tất cả các pháp là vô thường đó là vô ngã rồi là khổ là không đấy lương vào sự thật đó cho nên gọi là nương vào chân lý gọi là như còn ngài từ chân lý đó mà đến tức là đến với chúng ta giác ngộ cho chúng ta giác ngộ Ngài từ sự giác ngộ chân lý và đem chân lý đến giác ngộ cho chúng sinh. Như vậy gọi là Như Lai. Như tức là lương tựa vào chân lý. Các quý đạo hữu ạ. Vào, vào chân như đấy. đấy Thế còn Lai là đến. Đến tức là Ngài đến chỗ này, Ngài đến cõi này, Ngài đến cõi kia. Đó. Theo Kinh Kim Cang, Như Lai có nghĩa là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ tức là không từ đâu đến và cũng chẳng về đâu. Hàm ý từ bản thể chân như hiện ra và có mặt cùng khắp mọi nơi. Khi nói về mình, Phật Thích Ca xưng là Như Lai. Tức là tất cả sự xuất hiện của Ngài đều là sự xuất hiện của chân lý. Từ chân lý mà hiện ra Ngài. Các quý đại hữu có hiểu chỗ này không? Tức là Ngài đã đến đâu thì là chân lý hiện ra đấy. Nó giống như là cái bóng điện ấy cái bóng điện này nó có nguồn điện nó đi đến đâu thì sáng gì sáng ở đấy và cái ánh sáng chỉ xuất hiện khi cái bóng điện này xuất gì xuất hiện và có đầy đủ tính năng của nó tức là cái bóng điện này nó đi đến đâu nó cũng thể hiện được ánh sáng của nó và nó cũng có đầy đủ tính năng của nó là nó có nguồn phát gì phát sáng thế thì đức phật cũng vậy ngài đi tới đâu cũng là chân lý và cũng từ chân lý mà ngài đi đến Ví dụ ngài nói chuyện với chúng ta là nói toàn những điều về chân lý chứ. Phải không? Ngài làm gì nói những chuyện gì là không phù hợp với chân lý, không phù hợp với sự thật, phải không? Trong hồng danh này từ Như có nghĩa là bất động, bất biến, không thay đổi. Đấy, Như người ta gọi là Như Như thì người ta hay gọi là là bất động. Như Như bất động. Đấy. Chúng ta phải hiểu được thì đến lúc chúng ta mới niệm được danh hiệu của Ngài vào một cái tâm cấu ấy nào đó. Khi chúng ta niệm danh hiệu Như Lai thì cái danh hiệu Như Lai lại sẽ thích nghi để chúng ta loại trừ được cái tâm cấu ấy đó nhé. Đó. Từ Lai có nghĩa là đến. Như Lai có nghĩa là tuy Đức Phật đến với cuộc đời nhưng Ngài không hề rời tự tính bất động. Luôn an trụ trong tâm bất động Ngài đến với cuộc đời rất nhiều lần Tái sinh liên tục nhưng đời nào kiếp nào ngài cũng an trụ trong tự tính bất động của ngài để thực hiện vô vàn thiện lợi hạnh lợi ích chúng sinh. Có lẽ đọc tới đây thì các quý đạo hữu đã hiểu phải không? Ngài đến với đời nhưng ngài lại không bị nhiễm bởi gì, bởi đời. Tại sao gọi là bất động? Tức là ngài không bị rung động, không bị nhiễm vào trong tất cả các thói ở đời ngài đến với tất cả các hình tướng ở trong các cõi nhưng ngài vẫn trụ ở tâm thế thanh tị các quý đạo hữu ạ vẫn trụ ở trong tính giác ngộ và ngài vẫn chỉ để là truyền tải phật pháp đến cho chúng sinh thôi giờ chúng ta cứ hình dung thế này thì chúng ta sẽ sẽ thấy được này ví dụ như là chư tăng thì có thể tham gia rất nhiều các buổi của chúng ta ví dụ buổi văn nghệ này lễ hội này lễ hội kia có phải không rồi các thầy có thể đi ra ngoài đời rất là nhiều đi đến nhà này làm đám lễ này đi đến buổi thuyết giảng, giảng này thuyết giảng kia các thầy có thể là giải quyết tất cả các câu chuyện của chúng ta tình ái thất tình hay là yêu đương đắm đuối của người khác có thể là cho những cái lời khuyên nhưng không bao giờ các thầy bị nhiễm vào cái đời sống đó. Đấy gọi là gì? Bất động. Tức là ta chỉ ở chỗ của ta thôi. Ta không bị bị động tâm, không bị theo những những cái pháp ở thế gian. Đó nhé. Thì vì ở đây thì chúng ta khi mà chúng ta bị bị tâm chúng ta bị động, bị nhiễm vào những thứ cấu ế thì chúng ta Nhớ về gì? Nhớ về Đức Phật. Nhớ về danh hiệu Như Nai là người từ chân lý mà đến. Ngài đi đến chỗ nào cũng thế, ngài không rời chân lý. Ngài đi đến bất cứ chỗ nào, ngài không bị nhiễm ở chỗ đó. Thế khi chúng ta đi chúng ta là người tu chẳng hạn, hay là chúng ta là người Phật tử chẳng hạn, chẳng hạn là người có chí nguyện xuất gia đây. Tự nhiên có một cô gái nào đến là bạn ơi bạn hay là anh ơi anh coi như là hoàn cảnh của em thế này của em thế kia khuyên giải cho ta một thời là thôi thì ái là khổ lắm rồi thế là cái kia xong là sinh lòng yêu ta luôn <laughs> đấy là bị gì bị nhiễm thì khi chúng ta bị nhiễm như vậy thì chúng ta hãy niệm danh hiệu như lai phải không nam mô như lai ngài từ lơi chân lý mà đến ngài là như 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 bất động Lai Ngài thường vào trong tất cả các cuộc đời Nhưng Ngài không hề bị nhiễm với đời Ngài có thể làm vô lượng thiện sự lợi ích cho chúng sinh Nhưng Ngài không bị đồng hóa với chúng sinh Không bị nhiễm thói của chúng sinh Đấy chúng ta cứ như vậy thì tâm chúng ta được gì? Chúng ta được giải thoát khỏi cái niệm cấu ế kia Làm sinh tâm tương tư ái luyến với người khác mà bỏ đi con đường của mình phải không thế hoặc là chúng ta là một người ở tại gia chúng ta đã giữ giới rồi là không tà dâm rồi thế thì chúng ta lại sinh lòng yêu mến người khác thì chúng ta sẽ liệm dạ liệm như lai đấy ngài là vào đời mà ngài như như bất động như vậy còn chúng ta đã có một vợ rồi phải không mà chúng ta lại chỉ nhìn thấy cô gái này nhìn thấy cô gái kia mà chúng ta lại còn bị động tâm chúng ta lại còn bị nhiễm vào những lời nói những sắc đẹp của người kia và chúng ta cứ thế chúng ta nam mô như lai cứ như vậy chúng ta nam mô như lai nam mô như lai thế và chúng ta cứ như vậy thì dần rồi chúng ta sẽ thoát khỏi cái tâm đó đó gọi là nhờ niệm phật mà được gì mà được thoát khỏi cái niệm tâm uế nhiễm đó nhé đó là niệm về như lai Chúng ta nhớ là tìm ra một pháp thích nghi Một trong mười niệm này Niệm danh hiệu của Ngài Nam Mô Như Lai ứng cúng Là chúng ta phải tìm ra một danh hiệu của Ngài Phù hợp với những cái mà tâm chúng ta đang bị ế nhiễm Để chúng ta được gì? Được loại trừ cái tâm ế nhiễm kia Đó Ngày Tâm chế quán xin đến với danh hiệu thứ hai Danh hiệu thứ hai là ứng cúng Ứng cúng là bậc xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời và người ứng cúng còn là một đức hiệu của bậc thánh a la hán ứng có nghĩa là tương ứng hay ứng hợp cúng có nghĩa là cúng dường ứng cúng có nghĩa là bậc xứng đáng được thọ nhận cúng dường đức phật có a tăng kỳ kiếp tu hành các thiện hạnh lên sự viên mãn từ bi trí tuệ và phẩm hạnh của ngài cũng giống như ruộng phước điền phỉ nhiêu màu mỡ. Hạt giống công đức cúng dường sẽ dễ lẩy mầm đơm hoa kết trái, ứng theo những mong nguyện tâm thành của chúng sinh khi dâng phẩm vật mà được tùy nguyện viên mãn. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta hiểu danh hiệu ứng cúng của Ngài đó là tức là khi chúng ta có một niệm cấu ế nó khởi nên ví dụ như là À, chúng ta à, định à, à, tâm chúng ta tham một cái gì đó. Chúng ta tham một cái gì đó thì chúng ta nó bị chi phối nó ví dụ giữa mình và người à, ví dụ như là người kia người kia lấy được cái gì hơn mình. Tâm mình bực mình đây tâm chưa quan lấy ví dụ thôi, ví dụ. Ví dụ nó cũng gọi là hơi 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 thế tục so với thời chúng ta chưa tu một chút. Ví dụ như này, hai người đi ăn cỗ Người này thì ăn tham hơn hay là hai người cùng ăn cơm, người này ăn tham hơn, ăn mất phần của mình. Thế lúc này tâm mình nó chưa thanh tịnh được mà. Thế thì mình về mình cứ bảo con người này tham thật, ấy. xong trong đầu óc mình nó cứ vẩn vơ cái điều đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ đến danh hiệu của Ngài, Nam Mô Như Lai Ứng Cúng. Đức Phật là Bậc mà trời người cúng dường được cho Ngài. Ngài là ruộng phước điền phì nhiêu là do nhiều kiếp. Ngài đã tu hạnh từ bi với chúng sinh, thương xót chúng sinh. Tất cả vì chúng sinh, cho chúng sinh hết cho nên Ngài mới trở thành bậc ứng cúng. Thì lúc bây giờ tâm tham của mình nó sẽ gì? Nó sẽ giảm đi. Cái sự bực mình của mình nó giảm đi. Mình thấy người ta tham ăn mất hết phần của mình, mình bực mình đó. Thì khi đó chúng ta niệm Nam Mô Như Lai ứng cúng. Chúng ta nghĩ về cái danh hiệu ứng cúng của Ngài. Chúng ta thấy không? Ngài thì có phước báo, trời người cúng dường cho Ngài. Còn ta thì người ta mới ăn tham cũng một chút thôi. Mà mình đã làm sao? Mình đã bực mình, phải không? Mình đã khó chịu. Thì quả thật là không được. Ngài nhiều kiếp, Ngài đã tu hành. Ngài vì tất cả chúng sinh mà xả bao máu thịt. Với tâm tử bi, Ngài còn cho cả mẫu thịt cho chúng sinh. Cho nên Ngài mới được danh hiệu ứng cúng ta cũng rất là mong muốn được như ngài thế thì không vì một cái phần ăn này mà ta bực người khác và như vậy là ta thoát khỏi cái niệm tâm cấu gì cấu uế uế nhiễm đó cho nên là gọi là lúc đó chúng ta tìm được pháp niệm phật danh hiệu ứng cúng là pháp khiến cho chúng ta rời khỏi cái tâm ô nhiễm cái tâm uế nhiễm cho nên đó cũng được gọi là pháp trai giới hay không quý đạo hữu rất là hay đấy là danh hiệu thứ hai danh hiệu thứ ba là chính biến chi chính biến chi tức là bậc có khả năng hiểu biết đúng đắn và cùng khắp tất cả các pháp tức là ngài hiểu biết được tất cả các pháp rồi không còn cái gì mà ngài không biết chúng ta thì chả biết được cái gì phải không <laughs> chả biết được cái gì cả Thậm chí mà chúng ta là người đệ tử Phật Chúng ta đã biết thân này vô thường Có hợp, có tan Kiếp sống của chúng ta là vô lượng, vô biên, không dừng Nhưng khi mà chúng ta thấy được người thân của chúng ta chết Thì chúng ta cảm thấy họ mất rồi Họ mất đi mất rồi Mình không, không, không thấy được cái duyên của mình và người thân Mình chỉ hợp tan trong kiếp này thôi Đến đây là hết duyên rồi cho nên khi mà người thân của mình mất đi như vậy thì mình sẽ đau khổ mình không giác ngộ được lý vô thường hợp tan không giác ngộ được đó lúc thì mình học rồi đấy nhưng mà vẫn không giác ngộ được phải không gọi là chỉ nghe qua tai thôi chứ không thẩm thấu không giác ngộ được tâm không tự tại được thì tâm mình đau khổ quá thì mình niệm gì nam mô chánh biến chi đúng không nam mô chánh biến chi ngài cái gì cũng biết Ngài hiểu biết được sự hợp tan này Còn mình không hiểu được Cho nên mình khổ đau Thế rồi mình niệm một lúc Rồi cái năng lực của công đức niệm Phật Khiến cho mình thẩm thấu được Pháp mà mình đã học về gì? Về vô thường hợp tan Đó Tâm Chuyên Quán xin đọc tiếp Ngài đã giác ngộ được chân lý Tất cả quy luật trên thế gian Ví dụ quy luật về vô thường Quy luật của nghiệp Những quy luật này dù đã có từ muôn thủa nhưng không ai nhận ra cho đến khi Đức Phật khai thị thuyết giả. Đó, tránh biến chi chính là như vậy đấy. Ngài hiểu biết được sự thật của các Pháp, tất cả các Pháp Ngài hiểu hết. Còn khi nào mà chúng ta không hiểu được, chúng ta mù mờ quá, chúng ta chả hiểu gì thì lúc bây giờ chúng ta niệm Nam Môi Tránh Biến Chi nhé để cho chúng ta dần dần dễ hiểu chúng ta bị phiền não quá về cái gì đó mình không hiểu được thì mình có thể bạch Phật. Con bạch Phật, con do con không giác ngộ được sự thật. Cái này cho nên con mới sinh tâm chấp trước như thế này. Đấy, con sinh tâm chấp trước. Ngài tất cả các Pháp đều biết hết. Con xin nương tựa để con niệm Nam Mô Tránh Biến Chi. Đấy, chúng ta chỉ niệm một danh hiệu thôi. Nam Mô Tránh Biến Chi, Nam Mô Tránh Biến Chi, Đức Phật. Mọi Pháp đều thông tỏ cho nên Ngài tự tại. Thế thì do cái công đức đó mà rồi tự chúng ta sẽ được giác hiểu, tự chúng ta sẽ được thâm nhập Pháp. Để các quý đạo hữu thấy mình có khi là chợt hiểu không? Có, nhiều lúc chúng ta chợt hiểu đấy. Không phải đâu, không phải chợt mà được đâu. Chúng ta đã tích lũy công đức cho đến lúc đó chúng ta hướng tâm đến đó, tự nó sẽ hiểu. Đó, hay như thế đấy. Công đức có tạo thành mọi thứ mà, công đức có tạo thành trí tuệ. Đấy, chúng ta cũng thế Người thông minh thì thường là những người nhanh nhẹn, chịu khó. Chứ người thông minh thì không có ở những người lười biếng được. Có đúng không? Đó. Thế nên cái gì trí tuệ của chúng ta dù là trí ở thế gian hay trí xuất thế gian cũng được phát triển từ sự chăm chỉ, chịu khó. Và chăm chỉ, chịu khó, học tập, tránh pháp thì chúng ta sẽ có trí tuệ xuất thế gian. Cho nên khi chúng ta niệm danh hiệu của Ngài Nam Mô Tránh Biết Chi khi mà chúng ta phiền não do chúng ta không có giác ngộ, chúng ta không hiểu biết tâm chúng ta không quyết định được một cái điều giác ngộ nào đó thì chúng ta sẽ niệm danh hiệu của Ngài. Ví dụ như là chúng ta đang lừng khừng giữa việc tu và không tu. Chúng ta không hiểu được cái việc này là thế nào. Chúng ta nên chọn cái gì đây? Có phải không? Giữa việc tu tập và không tu tập. Chúng ta hãy niệm Nam Mô Chánh Biến Chi để cho con được hiểu rõ được các Pháp như thế nào Đó, thì dần dần chúng ta sẽ khai thông được ra. Yeah. Danh hiệu tiếp là danh hiệu Minh Hạnh Túc. Minh Hạnh Túc là bậc trí tuệ và phước đức vẹn toàn. Minh là trí tuệ, thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh. Tức là trong khi mà Đức Phật phải chứng đạo trong đêm 49 thì canh một là Ngài chứng được thiên nhãn minh, canh hai là túc mạng minh, Canh ba là nậu tận minh Hạnh là phước đức Tức là các hạnh nghiệp Đều toàn thiện viên mãn Túc nghĩa là đầy đủ vẹn toàn Ngài là bậc có đầy đủ trí tuệ Gọi là ta minh Hạnh tức là Các cái thiện hạnh của Ngài Đầy đủ viên mãn Chúng ta thì Không có một thiện hạnh nào Mà viên mãn được có khi chúng ta làm một cái hạnh thiện nào đó Những lúc thì làm, lúc thì nười Có đúng không? Thì trong cái thiện hạnh đấy Đôi khi lại xuất hiện cả cái tâm bất thiện nữa Còn Ngài trong các cái thiện hạnh của Ngài Thiện hạnh nào cũng viên mãn Mà hạnh của Ngài hạnh nào cũng là hạnh thiện <laughs> Chúng ta thì có hạnh thiện, có hạnh bất thiện nhưng Ngài thì toàn bộ các hạnh của Ngài đều là thiện hạnh Mà các thiện hạnh này đều viên mãn chúng ta thấy hay không thế thì chúng ta nên niệm danh hiệu của ngài khi mà tâm chúng ta bị làm sao chúng ta có lười biếng tâm có bất thiện thì chúng ta sẽ niệm nam mô minh hạnh túc phải không minh hạnh túc ngài có đầy đủ trí tuệ các hạnh của ngài các hạnh tức là các việc làm của ngài từ suy nghĩ lời nói và là việc làm gọi là hạnh thì các việc làm của ngài đều là việc thiện và các việc thiện của ngài làm một cách đều viên mãn đó nhé ví dụ chúng ta cũng tập tu hiếu hạnh chẳng hạn thế nhưng mà lúc thì hiếu lúc thì bất hiếu phải không ví dụ chúng ta tu là thầy trò là trên kính chẳng hạn kính thầy chẳng hạn lúc thì kính lúc thì bất kính cho nên cái thiện đức đấy nó không được trọn vẹn không được viên mãn phải không còn ngài thì trọn vẹn viên mãn cho nên khi mà chúng ta cần tu một thiện thiện công đức nào đó Trong cái lúc tu thì mình có sinh ra phiền não Phiền não vì cái này, phiền não vì cái kia Thì chúng ta sẽ quán tưởng Đức Phật cũng sinh ra ở thế gian Khi Ngài làm các việc thì cũng tương tác với các chúng sinh Mà các chúng sinh thì vô minh Cũng đều gây ra các cái bất thiện Ví dụ như chúng ta đang đi làm cái thiện hạnh này Nhưng mà trời lại mưa, thế mình bực mình Thế thì Ngài sinh ra trên đời, Ngài có cái việc đó không? Có chứ, Ngài cũng bị trời mưa chứ. Thế nhưng mà tâm Ngài không gì? Không bị động tâm, không bị bất thiện. Khi Ngài làm một việc thiện hạnh thì cái gì ở bên ngoài cũng không khiến cho Ngài bị lay động trước cái thiện hạnh của Ngài. Cái thiện hạnh đấy không bị giảm sút. Phải không? Cái đấy như thấy không? Thế cho nên khi chúng ta làm, chúng ta gặp cái chướng ngại gì chúng ta sẽ vượt qua. Phải không? Ờ thôi tôi đang đi làm buồn ngủ quá thì chúng ta hãy niệm gì? Nam mô minh hạnh túc phải không? <laughs> thế chúng ta đang đi làm thấy là người bên làm xung quanh mình nó không chịu vừa ý với mình lắm chuyện nhiều lời đúng không? ngang chiều trái ý thì mình thôi làm nữa, thôi bỏ đây không làm nữa. mình có hay thế không? hay chứ thường xuyên liên tục 90% mươi phần trăm. lúc ấy sao mình nghĩ là Đức Phật thì không thế, Ngài luôn luôn làm các việc thiện và việc thiện nào của ngài cũng viên mãn, cho nên mình lại quay lại mình tiếp tục làm. Thấy không? Mình sẽ giảm đi cái cái, cái sự uh, uh, tự ái của mình đối với mọi người. Thấy không? Thì lúc bây giờ mình niệm Nam mô Minh hạnh Túc, Nam mô Minh hạnh Túc, Nam mô Minh hạnh Túc. À, thì mình sẽ sẽ loại trừ được cái cái sự lười biếng của mình, mình sẽ làm được viên mãn cái việc thiện của mình. Thì đó gọi là gì? Do niệm Phật với phương pháp thích nghi để loại trừ được cái gì? Cái niệm uế nhiễm trong tâm chúng ta và cái lúc mà chúng ta niệm như thế chúng ta thanh lý cái tâm uế nhiễm và chúng ta được tinh tấn như thế chúng ta được gọi là gì thực hành trai giới của bậc thánh hay không các quý đạo hữu thấy hay không thế cho nên là chúng ta trong cái khóa tu này thì tâm Hân quán đã đã thỉnh các quý đạo hữu là chúng ta hàng ngày chúng ta hãy viết lên, hãy viết nên để sám hối thì chúng ta thấy được à hôm nay chúng ta niệm làm thiện hạnh công đức này, thế chúng ta đã có những cái tâm thế này, chúng ta đã niệm Phật thế này, thế chúng ta đã giải thoát được cái tâm ấy thế này đấy nhá, đấy, chúng ta tự sám hối, hay không các quý đạo hữu rất là hay và chúng ta kiên trì thực hành thì chúng ta sẽ được lợi ích, đó là danh hiệu thứ tư. Danh hiệu thứ năm đó là thiện thể. Thiện thể là bậc khéo léo vượt qua mọi chướng ngại và ra đi một cách tốt đẹp. Nghĩa là sau khi chứng đạo dùng nhất thiết trí hóa độ chúng sinh, thực hành bát chánh đạo rồi an trú niết bàn, thiện là khéo, thệ là đi trong ba cõi, Lên thiện thể là một bậc khéo đi trong ba cõi. Chúng sinh theo nghiệp lực bị đẩy vào cõi nào là bị trói buộc trong cõi đó. Đức Phật tuy thị hiện đàn sinh trong cuộc đời khổ não ác trược, nhưng Ngài không hề bị trói buộc mà hoàn toàn tự tại đi lại trong ba cõi. Thiện thể tức là một bậc đi trong ba cõi nhưng không bị ràng buộc. Không bị ràng buộc, không bị trói buộc. Các quý đạo hữu, thiện thể đấy là bậc khéo léo đi vào trong đời đi vào ba cõi để độ chúng sinh nhưng không bị ràng buộc ở trong ba cõi đấy gọi là khéo léo khéo léo đi trong ba cõi gọi là thiện thệ nhé thiện thệ là khéo léo vượt mọi chướng ngại và ra đi một cách tốt đẹp đó thế thì bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta khéo léo để vượt qua thực sự là khi mà chúng ta tu tập phật pháp như thế này nhiều lúc là chúng ta sử dụng pháp một cách rất là cứng, rất là cứng nhắc, phải không? Rất là cứng, khiến chúng ta bị ràng buộc bởi chính sự phiền não của chúng ta đấy. Ở trong đạo tràng ấy, khi ban cắn sự đạo tràng, chúng ta nhìn thấy người này có nỗi, nhìn thấy người kia có nỗi. Ban cắn sự đạo tràng nhìn thấy nỗi của nhau. Nhưng chúng ta không hề khéo néo Chúng ta không hề mà tư duy để dụng pháp, làm sao đó để cho người không phiền não mà lại có thể thâm nhập được pháp. Làm sao mình không bị phiền não bởi vì vì những người không hiểu pháp đó. Chúng ta thấy Đức Phật là bậc giác ngộ, ngài đi giác ngộ cho chúng sinh. Thì chúng sinh toàn là những người mà không hiểu biết cho nên là có có gây ra sự phiền não không? có gây ra sự phiền não Nhưng Ngài rất khéo néo để cho người khác không bị phiền não Khéo néo độ chúng sinh Rồi Ngài rất khéo néo khiến cho Ngài vượt qua khỏi cái chỗ đó Đấy, nhưng, nhưng nếu như chúng ta biết chúng ta là đạo tràng trưởng chẳng hạn Chúng ta nhìn thấy ví dụ như là trưởng ban quần chúng của mình làm cái việc gì đó sai chẳng hạn Chúng ta không hề tư duy để suy nghĩ làm sao đó. Chúng ta dùng cái pháp nào khéo nhất để nhắc đạo hữu mình. Không làm đạo hữu mình tổn thương mà khiến cho đạo hữu mình được tùy hợp với căn cơ để có thể nhận biết được việc sai đó. Hoan hỉ sửa lỗi, hoan hỉ có thể là tinh tấn được lên. Thấy không? Ví dụ như là cái người này người ta đã nhất tâm với mình Người ta đã có thể là rất là dễ dàng trong việc tu tập Thì mình có thể dùng lời nói một cách thoải mái phải không nhưng cái người này người ta chưa thể như vậy được người ta chưa hiểu mình người ta chưa thể như vậy được thì mình phải dùng cái phương pháp gì mình nói ra sao để người ta có thể nhập pháp thì chúng ta đang thiếu cái này cho nên khi thiếu cái này thì chúng ta dùng là nam mô thiện thệ à, đúng không nam mô thiện thệ ngài khéo néo vào trong đời độ chúng sinh nhưng ngài lại không bị ràng buộc với đời phải không ngài dễ dàng đi ra khỏi đời còn chúng ta mà đi ra hỏi đâu là đằng sau nó mắng cho trận <laughs> chúng ta đến là cái gì lại gieo rắc phiền não thêm đôi khi chúng ta là người đúng đấy thật đúng mà thế nhưng mà khi chúng ta nhắc nhở ta người ta đã không giác ngộ thì chứ người ta lại còn bị phiền não thế nhưng ngài thì rất là khéo méo cho nên gọi là thiện tệ ngài đến giác ngộ cho chúng sinh rồi đi ra khỏi chỗ chúng sinh mà ngài không bao giờ bị phiền não và không làm phiền não chúng sinh thấy không đấy nhá cho nên là danh hiệu thiện thệ là vô cùng quan trọng đối với phật tử chúng ta cho nên là ban cán sự đạo tràng chúng ta nên hay niệm danh hiệu của ngài nam mô thiện thệ con con xin đức phật là gia hộ cho con con xin là đấng thiện thệ gia hộ cho con làm sao chỗ này con khéo léo có thể mà uh, trong uh, đạo tràng của con trong ban cán sự đạo tràng con có thể giải tỏa được tất cả các việc này việc này việc kia nhé đó thì lam mô thiện thể ngài thật là khéo néo ngài gia hộ giúp cho con nhà yeah. danh hiệu thứ sáu thế gian giải thế gian giải là bậc thấu hiểu và rõ biết tất cả từ quá khứ hiện tại cho đến vị nay ở trong mười phương thế giới hay không các quý đạo hữu rất hay biết được quá khứ hiện tại vị nay của khắp mười phương thế giới Thế gian dài có nghĩa là bậc hiểu biết trọn vẹn về các cõi thế gian. Ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi dục giới bao gồm địa ngục ngã quỷ súc sinh người Atula và trời dục giới. Cõi sắc giới là cõi dành cho những vị tu tập tứ thiền, sơ nhị tam tứ thiền. Cõi vô sắc giới là cõi trời dành cho những vị tu tập tứ không. Không Vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đức Phật hiểu biết trọn vẹn ngọn ngành của nhân quả, vào ra các cõi, thấu suốt ba cõi nên gọi ngài là bậc thế gian giải. Vì đã thấu suốt ngọn ngành nhân quả của mỗi cõi và mỗi chúng sinh nên Đức Phật được tôn xưng là bậc thế gian giải. Để kính thưa quý đạo hữu, khi tâm chúng ta có do dự, có tà kiến nổi lên thì chúng ta sẽ niệm danh hiệu Nam Mô Thế Gian Giải, Đấng Thế Gian Giải, tức là Đức Phật là bậc biết rõ nhất. Cho nên chúng ta không còn tin vào ai nữa, không tin vào một bậc giáo chủ nào khác nữa. Ngài có đầy đủ trí tuệ để biết rõ hết các cõi này như thế nào, quá khứ thế nào, hiện tại thế nào, vị lai của các cõi này thế nào, biết hết nguyên nhân thành lập các cõi ra sao, chúng sinh muốn sinh về đó thì nên thực hành những pháp gì thì được sinh về các cõi đó, hoặc là gọi là bị sinh về các cõi đó là do hành nghiệp gì, đó. Ngài biết rõ như vậy, cho nên gọi là ngài là thế gian giải. Thực ra ấy, khi mà mình ngu quá ấy mà mình không biết được cái gì, ấy. mình niệm danh hiệu của ngài, mình sáng trí ra đấy các quý đạo hữu, tại mình ngu mình không biết được, thế cho nên là mình niệm nhé và chúng ta đến với danh hiệu thứ bảy của ngài danh hiệu thứ bảy vô thượng sĩ vô thượng sĩ là bậc tối tôn tối thượng không ai có thể hơn được vô thượng có nghĩa là không gì hơn sĩ tức là nội đức tu tập từ bên trong tích góp thiện hạnh từ nhiều đời nên tự nơi đức phật tỏa ra được từ trường thanh cao an bình thoát tục thoát khỏi tám mối bận tâm của thế gian đó là mong được lợi lộc lo sợ thua thiệt mong được lạc thú lo sợ khổ đau mong được lừng danh lo no bị ghét bỏ mong được khen ngợi lo no bị quả trách tức là ngài ấy là bậc tối thượng không có ai có thể hơn được ngài và ngài tu tập khiến cho ngài không bao giờ bị các cái lo lắng sợ hãi chúng ta thường lo lắng sợ hãi gì sợ hãi là khi chúng ta được lợi lộc thì tâm chúng ta cũng sao? Chúng ta cũng mất kiểm soát. Thế rồi chúng ta khi chúng ta bị thua thiệt thì chúng ta cũng đau khổ. Thế rồi chúng ta luôn luôn mong được các lạc thú. Chúng ta mong được như thế cho nên chúng ta luôn luôn sống trong lo sợ. Ngài không còn lo sợ gì nữa. Thế thì lúc nào thì chúng ta lên niệm danh hiệu này của ngài vô thượng sĩ của ngài, tức là ngài có lợi lực vượt qua tất cả ngài không còn lo no lắng sợ hãi trước được mất khen chê hay bị người hủy hoại là ngài không còn lo no lắng không còn sợ hãi thế thì khi mà tâm của chúng ta lo no lắng sợ hãi một vấn đề gì đó chúng ta tham cầu vấn đề gì đó làm cho tâm trí chúng ta dối bời đấy đấy chúng ta thấy có người kia tham làm được cái này rồi có nhiều người đấy là ví dụ như là à, có nhiều người thì thấy người ta đi đánh bạc ấy trên mạng, thấy người ta được, lúc bấy giờ là tâm mình coi như là cường thịnh cái niệm tham lên, rồi thì mình làm sao mình lo no, làm sao mình đánh bạc cho được. Thì cái đấy là bất thiện rồi. Thế mình nhận biết tâm mình bất thiện rồi. Thế nhưng mà tâm mình nó cứ khao khát nó đòi thì lúc bấy giờ chúng ta niệm Nam mô vô thượng Sĩ. Ngài là tâm tâm của ngài là tự điều phục được. Đấy, tâm của ngài tự điều phục được, tự thành tựu được không còn lo no nắng, không còn sợ hãi. Thế cho nên mình cứ niệm một lúc thì mình sẽ loại trừ được cái niệm câu ế của mình. Hãy mình từ bỏ được cái cái việc làm bất thiện đi đến chỗ đau khổ của mình. Nha. Danh hiệu thứ 8, Điều Ngự Trượng Phu. Điều Ngự Trượng Phu là bậc có khả năng dùng các phương tiện thiện xảo để điều phục nhấp hóa dẫn dắt người tu hành, khiến họ thành tựu giải thoát chứng đắc niết bàn. Thế thì Phật tử chúng ta ấy, bây giờ thì cái này thì ở trong đạo tràng ấy là cần niệm nhiều nhất. Nam mô điều ngự trượng phu. Nếu mà thấy ai cang cường quá, chúng ta là tập trung nhau vào niệm Nam mô điều ngự trượng phu. Thì chúng con xin Phật gia hộ làm sao chúng con có thể mà truyền tải Phật Pháp được đến cho người này. Phải không? Nam mô điều ngự trượng phu, tâm mình đỡ bị phiền não. Phải không? Nhiều lúc mà chúng sinh ở trong đạo tràng, mọi người trong đạo tràng mình căng Cường hoặc là trong gia đình mình chả chịu hiểu pháp gì cả phải không? Mình đi tu thì nào là vợ cấm cản, chồng cấm cản, con cấm cản, bố mẹ cấm cản thì mình mình niệm Nam mô Điều Ngự Trượng Phu. Ngài có thể mà điều phục chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, khiến cho chúng sinh giác ngộ. Thế mình bị phiền não như vậy thì mình niệm một lúc, mình niệm lâu thì có khi mình giác ngộ ra là người này chưa đủ nhân duyên để độ người này chưa đủ nhân duyên đâu thì tâm mình thoát khỏi cái tham cầu độ người ta hoặc là phước duyên đầy đủ thì do công đức đó thì mình sẽ nói cho người ta chuyển hóa được phải không thế cho nên là danh hiệu này cũng cần là một pháp thích nghi khi mà mình có cái việc đó xảy ra nha danh hiệu thứ 9 đó là thiên nhân sư là bậc thầy của trời người khi nào thì tâm mình cần phải sử dụng một pháp này để cho hết cái cấu ấy Tức là khi tâm mình có ngã mạn Mình nghĩ rằng mình là người giỏi Mình bị chi phối bởi cái tâm ngã mạn này Mình biết nó là cái tâm ngã mạn mà mình không thoát được ra Thì lúc bấy giờ mình niệm Nam Mô Thiên Nhân Sư Đức Phật là Bậc Thầy của Trời Người Ngài tu ba A tăng kỷ kiếp tích lũy vô lượng công đức Từ bi vì chúng sinh cho nên ngài là bậc thầy của trời người. Mình cứ niệm một lúc như thế thì tự nhiên là mình thấy mình nhỏ bé, mình thấy những thiếu khuyết của mình, mình sẽ hết ngã mạn, mình sẽ không còn cái cảm giác là mình giỏi người ta dốt nữa, phải không? Mình không thấy là mình là người giỏi, mình sẽ nhìn thấy những cái khuyết điểm của mình, mình sẽ khiêm hạ được. Mình sẽ thoát khỏi cái niệm kiêu mạn này. Có nhiều người cũng cũng nhận là Tôi rất là khổ do tôi bị cái tâm kiêu mạn chi phối. Tôi luôn luôn có cái cảm giác coi thường người khác. Tôi luôn có cái cảm giác là người khác không bằng tôi. Tôi luôn có cái cảm giác tôi là chủ. Có đấy các quý đạo hữu, có người bị như thế chi phối rất là khổ. Họ họ bị chi phối, họ bị ràng buộc, họ bị thiêu đốt. Thì lúc bây giờ mình phải niệm là Nam Mô Thiên Nhân Sư. Đấy, Đức Phật là bậc thầy của trời người. Đầy đủ công đức trí tuệ. Mình là đệ tử của Bậc Thiên Nhân Sư. Đó. Danh hiệu thứ 10, Phật Thế Tôn. Tức là Bậc Giác Ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn và được thế gian đều tôn kính. Sự giác ngộ của Đức Phật gồm 3 cấp độ, tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Tự giác có nghĩa là tự mình giác ngộ. Đức Phật của chúng ta trong kiếp cuối cùng Ngài là tự giác ngộ không có thầy Thế chúng ta nhớ nhé Không có thầy dạy Tự mình giác ngộ Và tất cả các bậc chính đẳng chính giác Ở kiếp cuối cùng đều như vậy Vì sao? Vì là từ ba A Tăng kỷ kiếp Ngài đã ở nơi các Đức Phật trồng các công đức rồi Đấy, nó giống như là ngày hôm nay ta học được bài này thuộc rồi Thì ngày mai Ta đến bài đó để ta tư duy để chúng ta thực hành thì chúng ta không cần thầy phải dạy bài nó nữa. Chúng ta chỉ cần tư duy và thực hành thôi. Thế thì nhiều kiếp Đức Phật Thích Ca của chúng ta đã ở nơi các Đức Phật truyền tải Phật Pháp giác ngộ cho chúng sinh rồi. Cho nên tất cả các Pháp mà Ngài học ở nơi các Đức Phật thì đầy đủ rồi. Ngài chỉ là thực hành các công hạnh để cho thâm nhập vào Pháp nữa thôi. Thế cho nên là ở các kiếp Ngài đều thâm nhập vào Pháp và đến kiếp cuối cùng thì công đức tròn đầy. Tức là tự mình hết, không cần ai phải dạy nữa. Đó. Thế và chỉ có bậc tránh đẳng tránh giác thì mới là bậc tự giác thôi. Tức là tự mình không có thầy dạy ở kiếp cuối cùng mà tự tu mà thành Phật. Thế nhưng mà nói là tự tu chỉ nói ở kiếp cuối cùng thôi. Chứ còn các kiếp khác thì Ngài nương tựa tất cả các đức Phật rồi. Và được đức Phật thọ ký do nhờ công đức của của Ngài khi Ngài hành một tát đạo rồi các quý đạo hữu Đấy là tự giác, có nghĩa là tự mình giác ngộ, giác tha, có nghĩa là đem sự giác ngộ của mình đi chia sẻ với mọi người là phần hành để viên mãn tự giác. Đấy, các quý đạo hữu thấy ai không? Ngài đem sự giác ngộ của mình cho chúng sinh. Nhá, tự giác, đấy là gọi là giác tha nhá, tự giác là tự mình giác ngộ. Giác tha là mang sự giác ngộ của mình chia sẻ đến dạy dỗ cho chúng sinh giác mãn tức là phẩm chất như phẩm chất của như như tức là cái phẩm chất của sự chân thật chữ như này chứ không phải là như là đâu nhé phẩm chất của như như tức là sự thật ở đây chúng ta dùng từ như như tức là sự thật người ta thường nói là như như tại vì chúng ta nói là tôi nói cái này đúng với sự thật đúng với sự thật thì cái cái lời nói của mình với cái sự thật nó như nhau Đấy chúng hiểu chỗ này chứ. Nên chúng ta gọi cái từ như là như vậy đấy. Như tức là không hề sai một chút nào. Thế chúng ta nói là cái cốc này giống y như cái cốc này. Thì gọi là hai cái cốc này là gì? Là một. Thế cho nên gọi ngài là như. Tức là chân lý và ngài là một. Thế gọi là như. Các quý hiểu rõ chỗ này chưa? Nhớ là chúng ta phải hiểu rõ chữ như nhé. Như gọi là như lai. Tức là ngài và chân lý là một chân lý đưa đến với mình thế nào thì ngài đưa đến với chúng ta như thế không sai một tí nào ví dụ như là chúng ta thấy cái định luật là lực hút của trái đất ấy thì lực lực hút của trái đất như thế nào thì cái định luật đấy nó đúng như thế người ta tìm thấy đúng nó như thế người ta gọi là như thế thì đức phật cũng vậy là ngài là chân lý và gọi ngài là như tức là tuy rằng ngài là ngài chân lý là chân lý nhưng mà cái sự giác ngộ của Ngài và chân lý là một Cho nên gọi là gì? Là như Đấy giống như lực hút của trái đất Mới lại cái định luật kia là một Thì chân lý và cái sự thấy biết về của Ngài là gì? Là một Cho nên chúng ta gọi là như Nhớ nhé Thực sự ra ấy, Các quý đạo hữu trước kia Tâm chiếu ẩn quán Khi mà đọc vào cái phần này là cũng bị khó hiểu Cho nên tại sao bây giờ tâm chiếu ẩn quán hỏi lại Cần giải thích với các quý đạo hữu nhiều như thế Dựa trên cái lúc mình không hiểu Để cho mình nói ra cho người khác hiểu là Nói ra để phù hợp với lúc mình chưa hiểu có thể hiểu được Theo quý đạo hữu ạ Chứ trước kia là tâm chứa quán là Mới tu nghe cái này nó cứ mênh mông ấy. Nhưng mà do trong quá trình mình tu Thì mình mới hiểu được cái nghĩa Thế vì hiểu được cái nghĩa cho nên tâm chứa quán sẽ truyền tải Để cho các quý đạo hữu hiểu để Phù hợp với cái hồi xưa mình ngu mà người ta nói mình không hiểu được ấy. Đấy Thì làm sao nói cho cái trạng thái ngu hiểu được Tức là trạng thái những người giống như mình Hồi xưa chưa hiểu sẽ hiểu được Phải không? Chúng ta thì ai mà chẳng ngu Cái gì chưa biết thì chúng ta gọi là ngu về vấn đề này Ví dụ như tâm trí quán chả biết gì về công nghệ Bảo là cô cái đấy là cực ngu <laughs> Không biết cái gì cả Phải không? không biết được Bây giờ cho cái điện thoại vào bảo Làm hết các chức năng của nó thì mình cũng phải công nhận tôi ngu tôi không làm được Tức là cái gì mình chưa biết thì gọi là ngu thôi thế để phá ngu thì những cái người người ta biết người ta giải thích cho mình phải giải thích cho mình làm sao hiểu thì người ta gọi phá ngu cho mình đấy, người ta cũng phải dựa trên cái mà hồi xưa người ta chưa hiểu người ta giải thích cho mình nhé thì ở đây cũng vậy giác mãn phẩm chất của như tức là phẩm chất của sự thật của giác ngộ đấy các quý đại hữu phẩm chất của như thực hành với lý thuyết phần sự và phần lý tương ứng không lệch tức là giác mãn thì có nghĩa là thế nào tức là sự lý thuyết và thực hành nó như nhau không hề khác nhau còn chúng ta thì chúng ta có thể nói nhưng chúng ta phần thực hành không biết có được một phần trăm không còn ngài nói thế nào ngài đã thực hành đầy đủ viên mãn cái đấy rồi cho gọi là giác mãn thế tôn tức là thế gian tôn xưng cung kính ngài là bậc tôn quý trên thế gian bởi các năng lực tự giác giác tha giác hành viên mãn các quý đạo hữu thì kính thưa các quý đạo hữu khi một niệm cấu ế ở trong tâm chúng ta bị khởi nên chúng ta bị ràng buộc đó là chúng ta phát nguyện tinh tấn nhưng chúng ta không tinh tấn được ví dụ chúng ta học cái bài này chúng ta bảo thôi bây giờ mình hãy thực hành pháp sám hối đi tự nhận nỗi trước mọi người đi đấy nhưng mình bị trở ngại mình không nhận nỗi được trước mọi người mà trong khi đó thì mình rất yêu quý cái pháp sám hối và mình cũng hay bảo mọi người thôi sám hối đi. Mình bảo mọi người sám hối đi nhưng bản thân mình không sám hối được. Có phải không? Hơi tí thì dục người để sám hối nhưng mình không sám hối được. Thế xong rồi mình bị đạo hữu mình cười chê. Đấy, chỉ biết dục người ta là bảo sám hối đi còn bản thân mình có lỗi không chịu sám hối. Thì lúc bấy giờ mình rất là khổ não trong tâm là mình không thực hành pháp được thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ niệm danh hiệu với Nam mô Phật Thế Tôn. Nam Mô Phật Thế Tôn Cho con thực hành được tinh tấn Pháp con đã học này Phải không? Nam Mô Phật Thế Tôn Ngài là bậc tự giác giác tha giác hạnh viên mãn Vậy mà con thì lại chỉ nói được mà không làm được Có phải không? Con, con giảng được cho người ta mà con không làm được Con sách tấn người ta mà con không làm được đó, cho nên con xin Phật gia hộ cho con để con làm được cái việc này con tu được, con tinh tấn được. Có vài không có quý đạo hữu? Đấy, hoặc là khi mà mình cần một cái kỹ thuật gì đó, mình lại là người phụ trách cơ. Mình là người phụ trách, mình không làm được. Mà Đức Phật thì Ngài ở trên cương vị nào của Ngài? Ngài dạy người ta và Ngài cũng đã làm được. Thế thì giờ mình ở trên người ta, mình không làm được, mình ngu quá. Mình cũng nam mô Phật thế tôn, phải không? Để cho mình thông minh, để mình làm được việc nhé thì Mô Phật Thế Tôn. Ngài là bậc tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ngài dạy được và Ngài làm được. Ngài ở trên cương vị nào thì Ngài đủ làm đúng được bổn phận ở cương vị đó. Có thể Ngài làm vua thì Ngài lo no cho thần dân của mình một cuộc sống hạnh phúc và giác ngộ. Phải không? Ngài là ở cương vị nào Ngài cũng trọn vẹn như vậy, cũng viên mãn như vậy. Vậy mà con thì không viên mãn ở các hạnh phải không? Đó, con tuy rằng làm trưởng nhưng lại rốt hơn ông bên dưới, không? Phải không? Thế là con bảo người ta chăm chỉ nhưng con lại lười biếng. Vì thế cho nên là con xin là sự gia hộ cho con. Cứ thế là Nam Mô Phật Thế Tôn, Nam Mô Phật Thế Tôn, Nam Mô Phật Thế Tôn. Rồi mình tư duy công đức của danh hiệu. Chúng ta nhớ này Đức Phật của chúng ta, mỗi danh hiệu là đều do công đức mà tạo thành. Chứ không phải chúng ta là bố mẹ chúng ta đẻ ra chúng ta xong đặt chúng ta một cái tên thì chúng ta nghiễm nhiên là cái tên đấy đức phật 10 danh hiệu này của ngài được tạo lập bởi các công đức đầy đủ chứ không phải chúng ta là tên chúng ta đã cũng chả hiểu nghĩa là cái gì ví dụ như là chúng ta thích đi ra ngoài thế người ta giải thích cái tên của mình hay lắm thích thú nhưng thực ra mình thích cái tên đấy nhưng mà một cái phần mà cái việc làm để phù hợp với cái tên đấy mình không có thì mình chả thể đau khổ gì chỉ ngã mạn ta có cái tên đấy thôi tên ta là một cái gì đây một cái gì đây ví dụ như là, tên là ngọc ánh chẳng hạn là một viên ngọc mang ánh sáng quý chẳng hạn à ta là một viên ngọc tên của chúng ta rất là hay là một viên ngọc phát ra ánh sáng quý nhưng mà thấy tâm mình thì câu ấy <laughs> thấy mình thì câu ấy nhưng mà thấy ai giải thích cái tên đấy thì thích lắm nhưng mà lại không để ý đến cái gì cái việc làm của mình nó có tương ứng được cái tên đấy hay không thế nhưng mà đức phật của chúng ta ấy, thì các việc làm của ngài mới tạo nên cái danh của ngài đó kính thưa các quý đạo hữu hôm nay chúng ta tu chu kỳ thứ tư về niệm phật trai giới của bậc thánh thì mỗi một danh hiệu của đức phật sẽ là một pháp thích nghi để giúp chúng ta loại trừ đi cái tâm uế nhiễm của chúng ta ở một thời điểm nào đó khi chúng ta bị bị cái tâm uế nhiễm đấy chi phối thì chúng ta dùng một trong 10 danh hiệu của Đức Phật để chúng ta niệm, chúng ta nhớ nghĩ về công đức của danh hiệu Đức Phật, chúng ta niệm danh hiệu thì chúng ta sẽ được thoát khỏi cái tâm ế nhiễm đó và đây là lời của Đức Phật ngài khẳng định là thoát được các quý đại hữu ạ, khi chúng ta chỉ cần phát hiện ra xem là tâm chúng ta đang uế nhiễm thế nào và chúng ta nên dùng danh hiệu gì để chúng ta niệm thôi, thì cái đó chúng ta phải nghe bài pháp, chúng ta nghe đi nghe lại thì chúng ta sẽ dần dần thuần thục được và sau đây tâm chứa hồn quán sẽ đưa ra đề mục quán của hai ngày thiền quán của chúng ta, hai ngày thiền quán thì ở trong đường linh của chúng ta đã có đường linh về 10 danh hiệu của Đức Phật và mỗi một ngày thì chúng ta sẽ đọc 5 danh hiệu. Ngày thứ nhất thì từ danh hiệu thứ nhất đến danh hiệu thứ năm. Ngày thứ hai thì từ danh hiệu thứ sáu đến danh hiệu thứ 10. Đó. Thế và mỗi một danh hiệu đó chúng ta sẽ đọc đi đọc lại rồi chúng ta xem xem trong ngày hôm nay hoặc là chúng ta đang tồn tại cái tâm ưu ý nhiễm gì. Chúng ta sẽ chọn ra một trong năm danh hiệu để chúng ta có thể mà niệm chúng ta loại trừ được cái tâm ế nhiễm ấy của chúng ta đi, đấy là đề mục quán của hai ngày ngồi thiền quán của chúng ta trong chu kỳ số bốn này nhé. chúc các quý đạo hữu tinh tấn nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni